phần thi của thí sinh Đào Văn Đĩnh đến từ chiếu chèo Đoan Khê, lạc đạo Văn Lâm với bài hát Lời Hẹn Hoa Ban, sáng tác Thủy Tiên dựa theo làn điệu Chinh Phục. Xin mời thí sinh. Tổ quốc gọi anh hăng hái lên đường, bản làng vui tiễn chân anh người lính. Trên quê hương mình đất mi mà phần thi của thí sinh Đào Văn Đĩnh
Và sau đây là phần thi của thí sinh Nguyễn Thị Thu Hà đến từ Mễ Sở Văn Giang.